tôi vào cuối năm ngoái đi theo đoàn tôn giáo viếng thăm Indonesia và viếng thăm Trung Quốc. Lúc đó là mùa đông, miền Bắc rất lạnh, đặc biệt là ở Bồng Lai, là Bồng Lai tiên đảo. Gió biển rất lớn, đã bị một chút lạnh, đã bị một chút phong hàn. Sau khi về lại Úc Châu, tôi còn giảng kinh được một tuần lễ. Đến tuần thứ hai thì không chịu nổi nữa, sức khỏe không còn ổn nữa, cho nên tôi đã nghỉ ngơi hết 4 tuần thì mới hồi phục trở lại. Tôi không đi khám bác sĩ, không uống thuốc. Dùng phương pháp gì vậy? Dùng ý niệm, chính là dùng tâm thiện niệm để mà điều dưỡng thân thể của mình. Ý niệm của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tất cả toàn bộ tế bào trên thân thể của chúng ta. Đây là tiến sĩ Giang Bụng Thắng của Nhật Bản cũng đã làm một thí nghiệm đối với nước để chứng minh rất hay. Tâm của chúng ta là lương thiện, tâm của chúng ta quan hỷ, thì mỗi một tế bào trên thân thể của chúng ta đều sẽ hồi phục lại bình thường. Bình thường thì khỏe mạnh. Cho nên con người dặn lần không nên nổi giận. Khi nổi giận thì toàn bộ tế bào của bạn sẽ biến dạng. Đó là nguồn gốc của một số bệnh tật. Con người thường xuyên nổi giận thì sức khỏe của người này nhất định không tốt, nhất định là sẽ có bệnh. Việc này chúng ta thường gọi là hay nổi cáo. Tính tình hay nóng nảy nên nhất định không phải là một việc tốt. Phải nên tâm bình khí hòa. Người đọc sách xưa thường nói: học vấn thâm thời ý khí bình, sẽ không bị cảm nhiễm bởi hoàn cảnh bên ngoài. Bạn tán thán thì tôi cười cười với bạn, nhưng không phải thật sự có tâm quan hỷ. Mà quan hỷ thì cũng không được, tế bào của bạn cũng sẽ biến dạng. Người ta quỷ bán thì tuyệt đối không nổi giận. Đều là dùng tâm bình thường để mà đối đãi. Tâm bình thường là đạo, tâm bình thường là khỏe mạnh nhất. Cho nên đây là bình đẳng. Thường nghĩa là giữ gìn. Giữ gìn sự thanh tịnh bình đẳng là khỏe mạnh nhất. Phải nên hiểu được cái đạo lý này. Ăn mặc ngủ nghỉ, ăn chay càng đơn giản càng tốt. Đối với những động vật nhỏ cũng không thể nào giết hại. Rồi mỗi kiến gián đều thông hiểu lòng người. Bạn nói chuyện trao đổi ý kiến đối với chúng, chúng đều hiểu. Khi con muỗi đến nơi đốt bạn, bạn bố thí nó một bữa thì được rồi. Nó cũng chỉ muốn ăn một bữa mà thôi, thì bạn cúng dường nó. Khi cúng dường cho chúng thì cũng có thể ra điều kiện: muỗi cắn thì sẽ đau, sẽ ngứa. Bạn có thể cắn nhưng không được để tôi đau, tôi không muốn ngứa. Chúng sẽ nghe lời, sẽ hợp tác với bạn. Nếu đốt ở trên mặt thì rất khó coi, có phải không? Trên mặt thì cũng không được cắn. Trên người, trên tay chân đều có thể. Hết thảy sẽ nghe lời, rất là dễ thương. Cho nên những động vật nhỏ này, bạn mà dùng thành tâm thành ý, bạn xem chúng như Bồ Tát. Những động vật nhỏ này, Bồ Tát kiến, Bồ Tát ruồi, Bồ Tát muỗi đều biết nghe lời. Chúng ta hợp tác, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Nếu như mà mệt mỏi quá, chúng ta có một vị cư sĩ, khi mà ông mệt mỏi quá, ông nói hôm nay không được rồi, hôm nay tôi mệt quá, các vị không thể đốt tôi được, các vị hãy nên đi đi, hãy để tôi dưỡng vài ngày, tôi lại cúng dường các vị. Những con muỗi đó thật sự đã đi hết, liền không đốt nữa. Cho nên là không những động vật mà cây cối hoa cỏ cũng hiểu được lòng người. Yêu thương trùm pháp giới, thiện ý khắp nhân gian, thì cũng phải bao trùm có những động vật thực vật này. Vì thế trong Phật Pháp nói, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất rõ ràng, cái vũ trụ này là một cái cơ thể. Cũng nghĩa là nói hết thảy vạn vật đều là sống, đều không phải chết. Ngay cả đất cát, sỏi đá. Vì sao vậy? Vì khởi tâm động niệm của chúng ta, chúng đều có cảm ứng. Ý niệm ta thiện thì chúng phản ứng là thiện, ý niệm ta ác thì chúng phản ứng là ác. Cho nên nếu bạn muốn thân thể khỏe mạnh thì bạn nhất định là từ nay trở đi không nên nổi giận nữa.
bất luận là đối với người, với vật, với việc đều quan hỷ hỷ, vậy thì bạn nhất định sẽ khỏe mạnh sống lâu, nhất định không cần phải đi tìm bác sĩ. Đây là một việc rất thực tế. Tôi hơn 50 năm trở lại đây, cả đời tôi không sanh bệnh, bệnh viện không hề có bệnh án của tôi. Tôi cũng nhất định không đến bệnh viện, có bệnh tôi cũng không đi tìm bác sĩ, đều tự mình trị liệu, tự mình hồi phục lại năng lực của các cơ quan, các tế bào. Tự mình thật sự làm chủ được chính mình thì bạn mới vui sướng. Những lý luận phương pháp này đều nằm ở trong Kinh Đại Thừa. Học rồi thì phải biết dùng, học được tôi liền thấy rất vui vẻ,